Xin chào các quý khán giả, hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, trong góc giao lưu và chia sẻ. Thì hôm nay chúng tôi có một sự phối ghép giữa dòng loa đến từ đất nước Canada. Mà các bạn thì vẫn biết là Canada thì rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng trong giới chơi audio. Và hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu dòng loa Totem Win. Đây là dòng loa đứng thứ hai của trong phiên bản của hãng và phối ghép cùng với cả âm ly Makitos MA9000. Và tôi có muốn cho các bạn có một cái sự trải nghiệm giữa hai đất nước nằm cạnh nhau và có nền văn hóa tương đối là giống nhau, đa sắc tộc. Và chúng ta cùng bắt đầu xem cặp loa Win này nó có những công năng gì. Đầu tiên các bạn nhìn thấy với một dòng cây loa cột và có một cái màu đỏ mà chúng ta rất dễ cảm nhận, đó là màu đỏ bốc đô rất là đẹp và hòa mình vào trong cái style của các cái phòng mà người ta thích có cái màu này. Và cặp loa này thì có một cái phần đế ở dưới tương đối là rộng, ở trên lại thu hẹp lại trông như cột tháp, và hai loa màng chung này thì lại hơi ngửa ra đằng sau để được cái sự tán âm rộng nhất, còn giải chép thì lại lên đứng bên trên, lại là thẳng đứng. Và chúng ta phân tích từng loa một. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy loa chép 2,7 cm, đây là của hãng Si và làm từ vật liệu từ nhôm để quản lý của một cái dài cao, và đã được hãng Tô Tầm rất là quan tâm sâu tới các linh kiện ở loa này. Còn về giải âm chung thì rất là đặc biệt, là hơi khác so với các dòng loa khác, là riêng dòng Tô Tầm này thì lại chơi một lúc hai loa chung của hãng Din Audio để được có một cái sự trung âm rất là rộng mở. Đó là một cái điều rất đặc biệt mà lại nằm ở trên một cái phương diện là hơi chéo và nghiêng. Còn giải bát 22/5 bát bằng giấy thì là được hãng tự nghiên cứu và phát triển cho dòng loa này. Thì bát bằng giấy này nó rất là êm và sâu, và chúng tôi từ sáng tới bây giờ chúng tôi vẫn đang test và đang nghe thử và muốn tìm xem một cái chất âm của Tô Tầm này để đánh giá chính xác về nó. Và cặp loa này thì có trở kháng là 4 ohm nên tương đối là thấp, để khi kéo đánh âm ly thì các bạn cũng luôn lưu ý là mình cần tìm những âm ly có nội lực trở kháng tốt để đánh vào những cặp như này để nó ra được hết cái cảm xúc của âm thanh. Và cặp loa này hướng tới cho một người chơi có độ giải trầm xuống rất sâu, xuống dưới tận dưới 24 Hz. Thế bạn biết là một loa cây mà có xuống được cái giải trầm này là cực kỳ hiếm, nhưng phải là hiếm, vì những cái giải trầm này bình thường ta phải hỗ trợ thêm bằng súp, nhưng mà đây là người ta đã dùng những phân tần đặc biệt và chất lượng linh kiện cao nhất để người ta đưa cái dòng sản phẩm này vào và có một giải trầm xuống sâu nhưng mà êm. Nhưng ngược lại thì giải trung trung trầm lại được hãng Din hỗ trợ bằng hai cái giải trung âm này, thì tôi thấy là rất là tuyệt vời. Tức là hãng đã lựa chọn gần như là những linh kiện thiết bị loa tốt nhất của những hãng có thể mà hỗ trợ được cho hãng và kết nối cùng với hãng để làm ra được cặp loa mà tôi nghĩ là khó có cặp loa nào trong cái phân khúc và tầm tiền được như thế này mà có một chất lượng âm thanh hay thế này, vì âm thanh này hoàn toàn của Tô Tầm là không nhuốm màu âm. Tức là nguồn phát ra thế nào, âm ly, âm sắc âm ly ra thế nào thì gần như nó thể hiện đúng cái màu âm như thế. Và đứng trên cặp đôi loa thùng loa như này thì các bạn nhìn thấy đây là các loại gỗ thịt hết. Người ta đã làm rất là kỹ đấy. Và riêng đặc biệt hãng Tô Tầm này thì bao giờ chân cơ côn ở dưới kê cũng rất là hay, là có một viên bi. Đây cũng là một cái sự cách điệu mà tôi nhìn thì tôi lại thấy rất là thích. Đấy. Thế là nhìn những thùng loa vuông rồi, thùng loa cao rồi, loa cây, loa cột rồi, bây giờ lại nhìn sang những thùng loa như này thì đúng là thế giới audio, là muôn hình, muôn vẻ, muôn màu, muôn sắc, và vẻ đẹp nào cũng có cái hay riêng của nó. Nhưng mà cái hay cuối cùng là gì? Hãy đưa con người trở lại cảm xúc với âm thanh. Cọc đằng sau của loa là 4 cọc vàng mạ tuyệt vời, đánh có thể đánh BY hoặc đánh single end đều rất là tuyệt vời. Còn sau đây tôi sẽ xin giới thiệu các bạn xong dòng âm ly để hỗ trợ ngày hôm nay với cặp loa này, đó là dòng MA9000 này. Nói đến Makitos thì chắc là không ai cũng không biết là đấm MA9000 này, đây là một chú gọi là khủng long xanh, đúng không ạ? MA9000 này thì có cái nét là nói về phần integrate, tức là âm ly thích hợp, thì nó là có một cái nội lực rất là lớn của dòng này. Đây là một dòng tham chiếu đối với các dòng như Diablo, Hiato của những hãng lớn, và Hegel 590 tức là rất là tuyệt vời và đã được các tạp chí của trên Absolute cũng như là tạp chí Hot Hi-Fi đánh giá rất cao, và đi đến đâu thì luôn luôn là có những
cái chất lượng đem lại và cái phản hồi tích cực của người chơi đối với dòng này. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái nét trưng của dòng Max Intuos MA9000 là gì? Là hai đèn kim vẩy. Mà trong giới chơi audio Việt Nam thì là đây là một cái sự khoái đầu tiên khi chơi dòng này. Tức là đã khoái rồi, xong nhìn còn phê. Là vì hai cái kim VU để nó nhảy. Đó. Và đây là lối vào của suộc vào. Còn đây là các chỉnh cắt tần tùy theo tai nghe. Nhưng với những người ta nghe mà thích âm hình tự nhiên sâu sắc nhất thì người ta vẫn lúc nào cũng để trong tình trạng normal này, tức là không can thiệp về màu sắc âm thanh. Và đây là hai cổng vào, một cổng output 1, output 2, đúng không ạ? Còn đây là khi hiển thị tất cả đồng hồ đã hiện lên rồi thì đây là chính là lối vào tôi đang đánh cổng 351. Và đây là game đánh là 30%. Và đi đến đâu thì Max Intuos này luôn luôn là làm rất là giá trị. Còn đây là equalizer là có thể chỉnh trên âm sắc bên này. Để các bạn có thể tự cắt, ở đây là mút, còn đây lúc tắt mở. Còn ram cọc vàng đằng sau thì tôi có thể nhờ máy quay ra đằng sau này thì chúng ta sẽ nhìn đây thì sẽ thấy là cái sự tuyệt vời của dòng âm ly này. Vì dòng âm ly này có thể tích hợp thêm cho bạn cả cái phần số của âm thanh đấy. Đó, các bạn nhìn thấy các cọc mạ vàng như này. Các bạn thấy tuyệt vời không? Và đây là các đường số của âm thanh vào nữa, tức là hỗ trợ thêm cho các bạn nhiều định dạng chơi cho các bạn có thể được có sự lựa chọn. Vâng, còn sau đây thì tôi xin giới thiệu đến vậy thôi. Còn sau đây thì các bạn muốn tìm hiểu sâu nữa thì hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi. Chúng tôi sẽ có nhiều nhân viên kỹ thuật cũng như là chúng ta có những buổi đàm đạo về sâu về dòng âm đi lại. Còn bây giờ thì tôi không phải để các bạn ở lâu, chúng ta cùng có một buổi thử test nhạc ngay và luôn. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi.
Don't you cry, my baby. It's gonna be alright, gonna be alright. I'll dry your eyes, I'll make you smile, my little angel. Qua những bài hát test vừa rồi thì chúng ta sẽ có một cái sự cảm nhận rất rõ ràng về cặp loa Tô Tầm Win này. Đây là một cặp loa rất là hay và quý trong cái phân khúc mà đã được các tạp chí Hi-Fi đánh giá rất là cao. Nhưng các bạn luôn nên nhớ cặp loa này là cũng phải cần sự phối ghép rất là cẩn thận để có một chiếc âm nội lực để cho nó phát huy hết công năng của nó. Và các bạn hãy nhớ đeo tai nghe vào để có một sự cảm nhận rất là rõ rệt về các cái giải âm thanh của trong cặp loa này, đem lại cho mình có một cảm xúc thì là âm thanh nó rất là tự nhiên, mộc mạc và nó không bị nhuốm màu âm thanh như những dòng loa khác. Đó là một cặp loa tuyệt vời. Các bạn thấy hay thì hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi sẽ có cái giá đặc biệt để dành cho cặp loa này cho những người nào thích những cái dòng âm thanh của hãng của đất nước Canada và hãng Tô Tầm này. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.